Em Hà xin chào các chị, chào mừng các chị quay trở lại với kênh YouTube Hà Giảm Cân. Dạo gần đây thì có nhiều thông tin chia sẻ là việc ăn trứng thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe của tim mạch, sẽ khiến cho mình bị mỡ máu cao rồi huyết áp cao, trong khi lại một số thông tin chia sẻ là ăn trứng thì lại tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì quan điểm nào là đúng? Thì video này chúng ta cùng nhau phân tích kỹ hơn. Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng thì một ngày chúng ta chỉ nên hấp thu tối đa là khoảng 300mg cholesterol thôi. Trong khi thì trong một quả trứng thì đã có đến gần 200mg cholesterol rồi. Tức là một ngày mà ví dụ chúng ta ăn hai quả trứng thì đã dư thừa mức cholesterol khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng rồi. Và ngày nào mình cũng ăn như vậy thì sẽ khiến cho mình là dư thừa cholesterol. Và việc mình ăn dư thừa như vậy sẽ khiến cho mình bị mỡ máu cao, huyết áp cao. Nó sẽ không tốt cho tim mạch của chúng ta. Tuy nhiên, bất kể các loại thực phẩm nào cũng vậy, thịt, cá, rồi cơm, bún, phở, miến, bất kể các loại thực phẩm nào mình ăn dư thừa thì nó đều không tốt cho tim mạch của chúng ta. Nó sẽ đều phần nào đấy tích tụ thành mỡ dư thừa, nó sẽ cản trở cái việc là lưu thông máu, khiến cho mình bị mỡ máu cao, huyết áp cao. Nên mình lưu ý là bất kể loại thực phẩm nào cũng vậy nha các chị, mình ăn dư thừa thì nó đều không tốt cho sức khỏe, và trứng nó cũng như vậy. Tuy nhiên, trong quả trứng có một đặc điểm rất là thú vị, đấy là mình có thể tách riêng cái phần chất đạm và phần chất béo của quả trứng thành hai phần hoàn toàn riêng biệt nha các chị. Bởi vì trong quả trứng nó sẽ có phần lọc trắng và phần lọc đỏ, và cái phần chất béo xấu của quả trứng nó sẽ chủ yếu ở trong phần lọc đỏ thôi. Và khi mà mình bỏ lọc đỏ của quả trứng đi thì nó chỉ còn lại phần chất đạm thôi. Nó không như các loại thịt cá, thì kể cả mình ăn, mình mua thịt cá mà phần thịt nạc, thì trong cái thịt nạc đấy nó vẫn có dư lượng chất béo. Trong khi trong quả trứng mình mà tách cái phần lọc đỏ đi thì gần như các chị sẽ có là chất đạm tinh khiết, sẽ không có chất béo xấu trong đấy. Nên là việc ăn trứng mà mình bỏ lòng đỏ đi thì nó còn tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch của chúng ta hơn cả việc chúng ta ăn các loại thịt cá. Nên là nhiều vận động viên họ lựa chọn các loại trứng để thay thế cho các loại đạm từ động vật, bởi vì là vận động viên họ có nhu cầu đạm rất là cao, mà việc ăn đạm động vật nhiều thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên là các vận động viên, các chị có thể thấy họ ăn trứng rất là nhiều, tuy nhiên họ chỉ ăn phần lòng trắng thôi và họ sẽ không ăn phần lòng đỏ. Thế nên mình lưu ý nha, để cho việc ăn trứng mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch của chúng ta thì mình bỏ bớt đi phần lòng đỏ. Và như khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng thì một ngày mình hấp thu tối đa 300mg cholesterol, thì một ngày mình ăn một cái lòng đỏ thôi. Và nếu như mà mình thích ăn trứng thì mình ăn phần lòng trắng và bỏ bớt đi phần lòng đỏ. Thế là mình hoàn toàn yên tâm là sẽ không gặp những cái vấn đề xấu cho tim mạch của chúng ta. Đấy, được chưa nào? Và việc chúng ta ăn trứng đúng cách sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe nha các chị. Cụ thể có thể kể đến như là việc ăn trứng sẽ giúp cho mình có xương khớp chắc khỏe hơn này. Các chị em mới đã lớn tuổi sợ những cái bệnh lý về xương khớp thì mình bổ sung trứng vào sẽ giúp cho xương khớp của mình chắc khỏe hơn, giúp cho răng và tóc của mình chắc khỏe hơn, phòng tránh bị tình trạng là sâu răng hay là hay bị rụng tóc thì mình bổ sung thêm trứng vào trong chế độ ăn hàng ngày. Đồng thời, trứng còn rất tốt cho sức khỏe của thị lực này, sức khỏe của não bộ của chúng ta này. Các chị em thì phòng tránh bị các bệnh lý như là thiếu máu não hay là ung thư vú thì mình ăn trứng thường xuyên sẽ giúp mình phòng tránh bệnh tật rất là tốt. Ngoài ra, trong các chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, các anh chị có thể thấy trứng không thể thiếu, vì trứng sẽ giúp cho mình là duy trì vóc dáng, duy trì cân nặng, tránh tình trạng là tăng cân tích mỡ, đặc biệt là các anh chị đã lớn tuổi. Đồng thời, các chế độ ăn uống giảm cân thì các anh chị sẽ thấy là trứng là một người bạn đồng hành không thể thiếu. Đấy là những lợi ích rất là tuyệt vời của trứng. Tuy nhiên, các anh chị hãy lưu ý ăn trứng một cách đúng cách. Mình nên hạn chế bớt cái phần lòng đỏ của quả trứng, hoặc là nếu như mình có điều kiện thì mình sử dụng các loại trứng hữu cơ, nó sẽ an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Em Hà cảm ơn các chị đã lắng nghe. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.